Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Suga gây tranh cãi vì thẳng thắn chỉ ra mặt tối của các show âm nhạc Hàn Quốc. Các thành viên BTS đều có kỹ năng trả lời phỏng vấn rất tốt và nhiều chia sẻ trong số đó thường sẽ là chủ đề hot của netizen Hàn. Điển hình nhất phải kể đến thành viên Suga, người luôn thẳng thắn, trung trực và không ngại bày tỏ quan điểm về mọi vấn đề. Mới đây nhất, trong bài phỏng vấn với tạp chí Weaver, nam rapper đã chia sẻ về những khó khăn mà các idol K-pop gặp phải trong quy trình quảng bá hiện tại, đặc biệt là về mặt tối của các show âm nhạc Hàn Quốc. Cụ thể trong bài phỏng vấn với Weaver vừa đăng tải hôm nay, Suga đã nhận được câu hỏi như sau. Sẽ không phải là quá lời khi nói rằng các bạn đã đạt được hầu hết những thành tựu trong ngành âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ. Bạn nghĩ rằng những điều gì là cần thiết trong các hoạt động quảng bá đối với lứa nghệ sĩ hậu bối của BTS? Đối với câu hỏi này, Suga đã có một câu trả lời vô cùng thẳng thắn và rất thực tế. Dưới đây là toàn văn phần trả lời của nam rapper. Cách mà các nghệ sĩ đang quảng bá thực sự rất vất vả. Ngay khi giai đoạn quảng bá bắt đầu, họ phải xuất hiện trên các show âm nhạc mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa rằng họ sẽ phải trải qua tình trạng kiệt quệ, thậm chí có những lúc còn gặp chấn thương. Và ngay cả khi họ chịu đựng những điều này, nghệ sĩ cũng không được trả tiền để xuất viện trên các show âm nhạc vì vốn dĩ, các show này chỉ có mục đích quảng bá. Thêm vào đó, mặc dù đã hoạt động rất tích cực, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được kết quả rõ ràng. Chính vì vậy, họ rất dễ mất tinh thần. Nếu có thể, sẽ tốt hơn nếu như họ chỉ cần phải quảng bá một lần so với sân khấu có độ hoàn thiện cao nhất. Nhưng mà trong tình trạng hiện nay, thì điều này thật sự rất khó. Bản chất công việc của chúng tôi cũng không giống như người bình thường. Vậy nên sẽ có những tình huống mà những điều luật bảo vệ rất mơ hồ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần rất nhiều sự cải thiện đối với ngành công nghiệp và hệ thống hiện tại. Được biết đã rất lâu rồi kể từ lần cuối BTS xuất hiện trên show âm nhạc Hàn Quốc để quảng bá. Nhiều người cho rằng đây có thể là vì tình hình dịch bệnh. Nhưng số khác lại cho rằng chủ hit Butter đã không còn tha thiết gì với những sân khấu trong nước nữa. Nay với việc Suga thẳng thắn nói đến những điểm tối của việc quảng bá trên show âm nhạc, nhiều người lại càng nghi ngờ liệu có phải BTS sẽ không muốn xuất hiện tại các sân khấu nhà đài nữa. Ở thời điểm hiện tại, phần phỏng vấn về quan điểm đi show âm nhạc của Suga đã trở thành chủ đề rất hot trên diễn đàn mạng.